trên khi hơn 50 chút xe lại nha. Ở đâu vô Hades chơi. Với lại là mình mới có summon mới nên không hứng lắm mọi người. Ô, có gì đây? I guess this came to pass. Ai là bỏ. Deck me good. Let's reload this thing. Miss me, boyo. Time to break out of here. Wow. Fixed up. Piss off. Stand your guard, tread lightly, and all that. My sense is sharpened. Fine selection of my blessings just for you. Come on,
Let's have a look here. Bot. Your Highness. Hello. You give him hell for me, all right, Prince said. I got you covered. All right. Thank you. Godspeed and all. Tôi mới vừa làm đặt hôm nay thì nó luôn. Em. Tốt lắm. My authority. There we go. At last, the prince himself. I'm empty. Achilles, I'll attack. Achilles pain. Not a fuck up, yeah, Achilles. Which one? Okay. Up we go then. Bloodless. Services here, boss. What do you know? We were just in the middle of a song here, hon. Goodness to all.
night. Must be the last of them. Olympus, I accept this message. Barge of death again, huh? Ông sẽ uống cả ông ngoại của mình đấy. Blessing here, and fight your way on out of there for me. Go. Keep me going. Why, hello, Lenny. What have you been up to since I last destroyed your multitude of heads?
Asphodel intact, have you? Could try a different one. I'll just take this one. Okay. The Fields of Elysium. Come on up. That's a cuff, all right. I don't think so. Right, swords. Good fortune guide you toward the light of day this time, cousin. Appreciate the backup. Come fight me again, short one. We have eternity to grow stronger. Thank you.
evil men. Olympus, I accept this message. I implore the fates. Mate. Gods grant me strength. Ý là cái bạn mà tên là quân nào đấy, well, that's that. Nữ dũng nào. Thứ gì đâu không. Anh em có cái gì chưa? Anh em có đây không hậu kênh. Hậu có gì giờ, đôi nay không có gì thôi. Chả bằng ép hai anh em. Nó kiểu như nhạy cảm quá hay sao? Cái lại tôi cũng đã lần á, 2-3 lần tôi đã nhắc nhở tôi. Nói rồi là bao giờ chỉ như lên cơ là cái nó này nó kia không hay. Ví dụ người ta đang livestream như vậy là bao giờ kiểu như tôi nói là khi nào chị like chị nghỉ vậy. Đó, vậy đó. Cái giờ người ta đang like nó hỏi là khi nào chị nghỉ. Hỏi lúc câu vô ghi. Anh em nghĩ đi. Cái giờ lúc ta livestream á, nó rảnh lắm á. Ta đã sắp xếp một thời gian xong ta like. Mà nó đi cùng con đi hỏi câu đó nữa. Ta chửi gì tụi gái. Anh em thấy nó đúng không? Ta nói gì tụi gái. Wandai nè, nó cũng biết hằng từ Nemo nè. Nó đâu có gì đâu đây cho mình đâu. Nhưng mà nó cũng lâu lâu nó cũng đã hỏi thăm mình. Vậy là quá quý hóa rồi. Thằng nó không cần gì đâu. I commend you for your efforts. I'll pay for that. Ngon, nhận con áo nè.
là học sinh thôi, cũng không thể hỏi gì nó. Nhưng mà cái tính của nó đã thể hiện như vậy á, qua cái lần cho Discord xong, nói nó xong cái lần nó ra tự out luôn, mình không làm gì hết, mình không làm gì nữa hết. Cái nó coi còn vài đoạn livestream gì đó, mình vô mình nói gì đó, nó tự ái ai cái liền. Không làm gì người ta, sao người ta nói cuộc sống mà. Ủi anh ơi, còn đâu có lượt này em. Aphrodite, có một thị. Anh không thèm kích bẫy con nhỏ đó luôn. Nhìn thích hơn lắm luôn á. Không bèo vô được. Ừ. Nó lượt mày. Lâu á, anh đa còn lên chị này chị kia, quý quá lắm luôn á. Thì là chị không bao giờ chị đã hỏi mấy đứa gì nhiều đúng không? Nhưng mà do cái bạn kia tự ái, mình nói xong cái tự ái lớn hết rồi. Cái suy nghĩ cái công việc livestream á, theo giờ giấc hành xui lắm, không phải là giờ giấc cố định như mọi người nghĩ đâu. Người ta có thời gian để livestream á là quý lắm rồi. Đừng có bao giờ hỏi một câu chị like thì đến khi nào chị nghỉ, hỏi một câu đúng vô duyên luôn á. Ta bảo hỏi câu vậy đời vô duyên mà tưởng như hài hước á, biết không? Nhưng mà mốt khi về vô trúc về á, hằng đại hả, cả ngày cũng được á. Nhưng mà do lý do là một video á, cho nên là không có like cái này được, phải chia ra giờ nữa. Chứ không phải là muốn like nhìn like. Nói mà không biết suy nghĩ vậy, người ta nói lại sao mình gái. Cái bạn quân gì đó nữa nha, không bao giờ nhắc luôn á. Mình chỉ quan tâm những bạn nào á mà hay lên kênh nó chào hỏi mình á, chứ đâu có là đáng quý á. Those passageways. Come on out. I caught a scuffer.
gigantic vermin. Should stock up for the road ahead. Joyfully, the Hound of Hell accepts another satyr sack. I owe you one, boy. But you're persistent even now. Though let us see how strong you are as well. Thank you.
help you here. Blast it, little. Lies such a horrifying fate that we had better speak no more of it for now. Bye-bye. Wonder if I can get out even faster. Thanks for stopping by. Welcome to the House of Hades. Just come on in. Zagreus, you altered one of my own pacts without so much as seeking my consent, undoing terms that were agreed upon. Do you intend to undermine everything in this house, boy, or only me? Only you, father. Good thing I've inherited some of your fate-given authority, being your son and all. Otherwise, some of your most loyal subjects would be bound by exploitive terms for eternity. Terms that they chose themselves. Terms to the benefit of this house. What if Achilles were to leave his post for the green pastures of Elysium? What then? You could find a replacement. But it's a pointless question anyway, because he's here. He isn't leaving. He might even do better at his job now that he has increased ability to step away from it. I leave hope at best. The more you step away from your responsibilities, the less you shall want anything to do with them. Not if those responsibilities matter. Here you go.
This thought-provoking piece seems like a decent conversation starter for the hall. What is that utterly preposterous design? Zagreus, you and my son. It pleases me to see the two of you have grown so close of late. Thanatos has always led a solitary life. He never would complain of it, and yet... Thank you, Nix. I think we each have harbored feelings for each other for some time. We've finally been true about them. Then in this, you each achieved what you desired. I ask that you take care of my dear son. I often fear that he shall work himself too hard. Oh, he's all right. Though I'll be sure to keep an eye on him. Then very well. Okay. About ready to go another round with me out there. This is gonna be the best lounge in all the underworld. Here's the catch of the day. Or night. Why, thank you. I've come for questionable deals. Ale, I have to tell you something, lad. When Thanatos returned to seek you out, I was very concerned. Not just for you, either. But you've since patched things up. I think so. I hope so. It was complicated for a while there, but I think things are clearer for us now. Not just in the moment, but in retrospect. I'm not making any sense. On the contrary, I think I know exactly what you mean. I don't know Thanatos particularly well. Wasn't he who brought me here, you see. And he was always very busy, like your father. But he always struck me as a decent sort. He is. It's hard to think of anybody more deserving of this than you, sir. So when next you are off duty, or whenever the occasion warrants, please enjoy, all right? I suppose this must be what it's like to be a god, lad. Being shown affection such as this, and getting offerings. Are you quite sure? Oh, I'm absolutely positive. I would never have been remotely prepared for everything I've had to face if not for all your guidance. And I don't just mean the violent stuff. Come now, lad. Admittedly, I was quite good at it, but I was nothing other than a killer. I would be wary of all my advice if I were you. See, that's why you give such good advice right there. Greetings, costly artwork. Uncle Zeus and the others got us this lovely gift. Hey, I know you. Sure, why not? I'll have that nectar. Fair trade. Something inevitable I can do. It's never bedtime here.
Bye, everyone. Why am I never proud of you? Don't take it personally, boy. I'm never proud of anything. Pride is perhaps our family's worst trait. See how many mortals are with us because of it. A little pride's all right. Hello there, Dionysus. Okay, Zack. You and me. We're getting through this now or never. Ready, yeah? Cheers, mate. Fishing time? Bite this. Got me a knucklehead. Something else. Cheers, mate. That you shall imminently put my blessing to good use. All right, who's next? Thank you.
vast riches. You, mate. The power of the gods. Mine. Another knucklehead. One Fury sister coming up. You! Heard you were in the area. I thought I'd take another stab at killing you. Which one? All set. Broke out of Tartarus. Yeah.
ของเราดี Now we're getting somewhere. เรามีทางรอดSteady now. Dionysus, mate, I accept. You want to die again? Almost.
How's Hell treating you today? I say, you look lovely this day or night, Lerny. I hope
thiệt luôn á. Bạn nên thay vì coi kênh tôi và hay tặng quà thì tốt nhất bây giờ bạn nên coi kênh người khác đi, đừng coi kênh tôi mệt lắm rồi. Tôi không thích mấy người giả tạo. Let's see how we can modify the rail. Chứ không phải chuyên nghiệp hay hot gì đó. Bạn coi coi được mình thì coi, không coi thôi thì tốt nhất là đã phải cứ coi nữa. Mất công mà mình nói thẳng trên cơ là đụng chạm các bạn, bạn tự ái. Nhắn tin Discord riêng mà cứ tự ái. Bạn còn nhỏ cho nên là mình mới nói vậy, mình làm mới thẳng cho bạn để bạn thằng thì bản thân mình cứ đừng có gánh gõ xuống này cứ kiểu rồi hả, bắt người khác làm theo ý mình cũng đâu có bắt khoản phải đâu nay cho mình đâu. Ở cái vụ 100k của bạn á, bạn phải cầm đó, bạn đi học đi. Chả cần. Không thiếu người để đâu đây cho mình đâu. Một khi mình về YouTube rồi là không thiếu gì người đâu đây cho mình. Thì mình chưa có like trên YouTube rồi, mình like YouTube rồi thử đi. In the name of Hades. Để lúc đó ok mình 1000 sub rồi, có người xem. Thay mật kiếm tiền á. Guess I got a break. Chứ đâu mình cần đâu 100k các bạn làm quá. Đê thật rồi. Nice and cool. Các bạn đôi nay hay không đôi nay thôi chứ. Achilles, look. The war. Oh, hi, I'm here. Lord of Achilles, come to visit us. I don't know how I can ever repay you, stranger. I reached more or less the same conclusion, but how about you just keep offering me those premium goods you have no interest in when I pass through and ủng hộ phim donate phim nó có nghĩa là đồng tình các bạn muốn góp một phần cho kênh các bạn chứ không phải là các bạn không đóng góp thì kênh không phát triển được. No. Tôi cũng đang cố gắng làm suốt video để cho tương tác kênh YouTube để tăng lên. Nó đã làm được rồi. Bạn nói là thanks sir. Thank you. Làm xuyên mơ đúng cái kiểu làm dâu chăm họ phải giờ làm này giờ làm kia. Nói lại thì mình bị người bạn người ta tự ái. Mất mệt quá. Bạn nói tôi thì được, trong khi đó mình tôi nói bạn lại thì bạn tự ái. Bạn là con trai đó nha, chứ bạn là con gái đi á, còn chửi nữa chứ không phải nói vậy đâu, khi như vậy đâu. Làm mấy cái nước mà thảo mai chửi nữa nơi đó mà mày đặt tự ái.
Lane. I'm rich. Why not? A challenger. Face the champion and me. Should be another such performance soon. Just what I need. One last stop. This. Thank you.
Athena. In the name of Hades. Fishing point there. Right there. Another scupper. Something I can use. Don't spend it all in one place, mate. Maybe it's in here. Sack fit for a huge three-headed hound. Should I go find some satyrs to get out of here? I'll take it. Joyfully, the Hound of Hell accepts another satyr sack. I can go. Got this far. I'm here, Father. Come on. You bypassed Cerberus again, I see. Unfortunately for the both of us. I'm not going. Mày ăn kìa. Có thể mua Xbox chơi đi. Yeah.
world. I command you now to rise and fight for me. Dạ tháng có khoảng ngon. I can't do that right now. Có 60k chứ mấy kia bèo. Name of Hades. The underworld's power. One might suppose the prince's tale most likely ends akin to other tales of the heroes of our time. Like so. Again? Well, that was interesting.
you're here to stay. You found him after all? Because of Zag? That's... how very fortunate for you, Shade. Mistress, for certain it is more than I deserve. Although, perhaps it's for the best that a forgotten Shade ought to be put out with the rest of them. I shall not cause you so much trouble, then. Well, if your journeys take you from this house, then you are nothing but a Shade. And so there will be others, but take it. Of course, Mistress. I shall. By your command. Greetings, Chef. Fair market value. You look rather well on this occasion, child. My muse writes absolutely wondrous songs, don't you agree? Goodbye for now. How about this, contractor? Oh, I think Thanatos would love this one. Or totally ignore it. Thanatos is far too industrious. Checking up on things. Let's see my rap sheet. Enough of that. Out there, would you? Take care, Father. Nghỉ 1, 2.